trông cả hóa quốc. Một buổi tối, sau bữa tiệc chiêu đãi, ông giám đốc lái xe đưa cô thư ký say bí tỉ về nhà. Hôm sau, lúc ông chở vợ đi ăn sáng, thì bất thình lình nhìn thấy một chiếc giày nữ dưới gầm ghế kế bên. Ông giật mình, nghĩ bụng, chắc là chiếc giày của cô thư ký hôm qua để quên ở đây rồi. Tuy hôm trước, ông không có làm gì mờ ám, nhưng sợ vợ sẽ hiểu lầm, nên nhân lúc vợ không chú ý, ông liền hất chiếc giày ra khỏi xe. Thấy vợ không phát hiện hành động của mình, ông thở phào nhẹ nhõm, lái xe vào bãi gửi. Lúc xuống xe, ông thấy vợ cứ loay hoay ngó nghiêng quanh chiếc ghế, rồi quay sang hỏi ông, "Này, anh có thấy chiếc giày kia của em không?" Kiểm tra kỹ. Một đôi nam nữ tới Ủy ban Nhân dân phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc chàng trai ra ngoài, cán bộ tư pháp phường hỏi cô gái, "Thế trước khi đi đến hôn nhân, chị đã kiểm tra kỹ chưa?" "Dạ, rồi ạ. Anh ấy có một ngôi nhà 3 tầng. Trong tài khoản của anh ấy cũng kha khá." "Ý tôi hỏi là, cô đã đi khám sức khỏe chưa?" "Dạ, có chứ ạ. Phòng khám họ nói cái thai là con trai." Tiền đâu mà mua xổ số? Có một anh ôm khể nệ một đống tiền về nhà. Đến cửa, anh ta rối rít gọi vợ. "Bà chúa của anh ơi, anh có rất rất nhiều tiền mang về cho em đây này." Chị vợ mừng quính ra đón chồng. Nhìn thấy tiền, chị ta mới tin là chồng không nói đùa. Chị ta liền lao đến ôm chầm lấy chồng, hôn lấy hôn để, không cho chồng kịp thở. "Ôi, người chồng tuyệt vời của em ơi! Em đang mơ hay là tỉnh thế này? Ở đâu ra mà nhiều thế?" Anh chồng vênh mặt lên rồi nói, "Anh trúng xổ số độc đắc đấy." Bỗng chị vợ ngẩn người ra, rồi bất ngờ cho chồng một cái tát nảy đom đóm. Anh chồng mặt méo xệch ngơ ngác hỏi, "Ơ, sao em lại đánh anh?" Chị vợ mắt trợn ngược lên quát, "Ông lấy trộm tiền ở đâu mà mua xổ số hả?" Vợ đẻ. Một anh chàng nọ sắp được làm bố, cứ đi đi lại lại rất sốt ruột bên ngoài phòng đẻ. Cuối cùng, cửa cũng bật mở, người y tá bế một đứa bé đi ra, vừa đi vừa quấn tã. Anh chàng vội chạy lại, thọc tay vào trong tã sờ soạng, rồi hét toáng lên vui mừng, "Là con trai rồi." Bà y tá giận dữ quát, "Trai với gái cái gì, buông cái ngón tay tôi ra nào." Chẳng mất gì, anh chồng đang nằm xem tivi, cô vợ ở ngoài chạy về gọi, "Ôi, anh yêu, em đang cần mua giày, đúng lúc cửa hàng đang khuyến mại kia kìa." Anh chồng thở dài ngao ngán, tuy vậy cũng phải đưa vợ ra cửa hàng. Khi nhìn thấy giá đôi giày, anh ta trợn tròn mắt gắt, "Ôi trời, em định mua đôi giày với giá 200 USD cơ à?" Cô vợ cười nũng nịu, "Giày giảm 50%, như vậy chỉ còn có 100 USD thôi anh yêu." Anh chồng vẫn nhăn mặt, "Nhưng 100 USD vẫn là quá đắt đấy chứ." Cô vợ ôm lấy chồng nhẹ nhàng giảng giải, "Đôi giày này vốn dĩ có giá là 200 USD, phải không anh?" Thấy chồng gật đầu, vợ tiếp tục thủ thỉ, "Nhưng bây giờ nó đã giảm giá 50% rồi, có nghĩa là nếu em mua đôi giày này thì lời 100 USD rồi, phải không nào?" Nhìn chồng thái độ đã dịu lại, cô liền thuyết phục, "Anh nghĩ xem, chúng ta mua đôi giày này với giá chỉ có 100 USD và được lời 100 USD, tức là hòa vốn. Như vậy, cuối cùng em có giày mới mà vợ chồng mình cũng chẳng mất gì. Anh thấy không mua, có phải chúng mình phí phạm không?" Sau khi lên thành phố tham quan một tuần,
anh cán bộ văn hóa thông tin xã về báo cáo. Tôi thấy ở thành phố cấm hút thuốc thì người ta vẽ điếu thuốc bị gạch. Không làm ồn thì người ta vẽ cái còi bị gạch. Kỳ này khi vận động sinh đẻ có kế hoạch, các anh biết phải vẽ cái gì rồi chứ? Một con mèo nằm rình chuột, lũ chuột biết tòng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo dướn cổ lên trời rồi sủa gâu gâu mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy, nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc. Đúng là biết ngoại ngữ có hơn. Một cô vợ đi du lịch Thái Lan về. Cô kể cho chồng nghe những gì mà cô đã trông thấy. Đoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé. Em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ. Người chồng hỏi, thế nó có khủng khiếp lắm không? Hay báo chí người ta viết bịa ra như thế? Anh nhìn nhé. Ngay trước mặt chồng, cô vợ cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc. Người chồng thốt lên, ừ, quả là tởm thật. Đã nghèo lại mắc cái eo. Hôm qua ra đường trong túi chỉ còn có đúng tờ 10.000, định bụng ra quán mua cơm trắng về chiên cá khô ăn. Ra tới nơi, thấy con gái cô bán cơm dễ thương quá, mà không lẽ lại nói mua cơm trắng về ăn với cá khô thì kỳ quá, cứ thấy quê quê nên mới giả bộ bảo là mua về cho chó ăn. Cô chủ quán tốt bụng bảo, mua cơm không thì làm sao chó nó ăn chứ? Thế là cô ấy đổ luôn đống xương thừa, thức ăn canh cặn vào chung với cơm rồi trộn chúng giúp cho mình mang về. Giờ thì em đang ngồi ăn vã mỗi mấy con cá khô mặn chát. Ở đời sao còn nhiều người tốt bụng đến thế? Thượng tướng rồi cơ à? Sau đợt huấn luyện 3 tháng, một anh lính mới nhập ngũ đã được chỉ huy thưởng phép về thăm nhà. Về đến nhà, sau khi chào bố mẹ xong, anh ta vội kéo vợ vào buồng để chút bầu tâm sự. Bà mẹ đi qua cửa buồng con dâu, bỗng nghe thấy tiếng cô con dâu cười khanh khách rồi kêu, ôi chà chà, chư chi mình đã thượng tướng rồi cơ à? Mừng quá, bà ta vội chạy vào nhà kêu toáng với ông chồng, ông ơi, ông, thằng con nhà mình tiến bộ quá, mới đi bộ đội được có 3 tháng mà đã thượng tướng rồi đấy. Có hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau. Một người nói, khi đến thẩm mỹ viện khiếu nại việc họ làm hỏng khuôn mặt, mắt, mũi của cậu, rồi họ nói sao? Họ đã phủi tay, không chịu trách nhiệm. Thế sao họ lại dám vô trách nhiệm như thế nhỉ? Vì họ không hề nhận ra tớ là ai cả. Nhật ký nàng dâu. Vậy là mình mới lên xe hoa về nhà chồng được có 2 tuần thôi sao? Thời gian trôi chậm thật. 2 tuần mà cảm tưởng như dài bằng gần nửa tháng. Mà gọi là lên xe hoa cho oai. Chứ cái xe đó hôi hám, điều hòa thì hỏng, cửa kính thì lỏng, kêu còng cọc, cứ như cái xe chở lợn vậy. Không biết có phải mệt mỏi vì lo vay trả tiền làm cưới hỏi hay không, mà suốt đoạn đường đón dâu, con lợn đực cứ há mồm ngủ khò khò, dãi nhỏ tong tong, ướt cả bông hoa trắng cài trên áo vét đen mới sắm. Những giọt dãi trông hệt như những giọt sương sớm tinh khiết long lanh, đọng trên những cánh hồng e ấp mong manh. Mình nhớ đã gửi thiệp mời mấy ông lão người yêu cũ đàng hoàng, vậy mà chả thằng nào thèm vác mặt tới, phong bì cũng không. Lúc xong xuôi rồi mới lại tới tấp nhắn tin, anh xin lỗi, anh bận quá, không đến dự được,
Cuối tuần đi nhà nghỉ với anh nha. Anh sẽ tặng em những phút giây thăng hoa thay cho lời xin lỗi. Mình không nhắn lại, chỉ nhếch mép chửi thần. Bà giờ đã là gái có chồng rồi, đâu phải đứa lêu lổng hư hỏng như trước nữa đâu. Mà chúng mày thích rủ đi là đi đâu? Muốn đi thì cũng phải đợi bà sắp xếp công việc, thời gian nữa chứ. Buổi tối hôm cưới, lúc chuẩn bị mở thùng phong bì, mẹ chồng mình bảo: "Phong bì nào của bạn bè chúng mày thì chúng mày giữ, còn phong bì nào của bạn bè anh em họ hàng nhà tao thì tao giữ, để sau này tao còn đi trả nợ." Mình không thích phương án đó lắm nên nhỏ nhẹ bàn với mẹ: "Con tính thế này mẹ, phong bì nào ghi là mừng hạnh phúc hai cháu, hai em, hai đứa thì sẽ là của vợ chồng con, còn cái nào ghi mừng hạnh phúc bà thì là của mẹ." Mẹ chồng ú ớ, hình như định phản đối, nhưng mình đã nhanh tay đổ thùng phong bì ra rồi nhoay nhoáy chọn, chọn hết cả thùng, được có ba cái ghi là mừng hạnh phúc bà, và đó đều là của mấy đứa bạn thân trong nhóm mình, hay xưng hô với nhau kiểu tôi với bà. Mình biết nhưng vẫn cho qua, vì dù sao cũng là người một nhà nên không nên chi ly quá làm gì. Đến lúc vào động phòng, mình rất muốn làm tí, bởi giống như chuối, có thể ngày nào cũng ăn, nhưng ăn vào đêm rằm trung thu khi phá cỗ thì vẫn có cảm giác thích thú riêng. Nhưng tiếc là chồng mình không hiểu ý, cứ hí húi ngồi đếm phong bì rồi chép chép ghi ghi. Mình mệt quá bèn ngủ thiếp thiếp đi. Lúc chồng vỗ vai lay lay gọi dậy, mình sướng quá tưởng được phá cỗ. Nào ngờ chồng hỏi: "Thế em có nhớ tuần trước mình đi viếng đám ma bố thằng Bài bao nhiêu không?" Mình bảo: "500." Chồng lảo bảo: "Vậy mà cưới mình nó mừng có 300 đây này. Thế có khác nào nó bảo đám cưới mình không bằng đám ma của bố nó chứ, thằng khốn nạn." Mẹ chồng tuy già nhưng ăn khỏe hơn cả mình, tivi xem suốt ngày, thận yếu nên đi vệ sinh liên tục. Thành ra chi phí tiền ăn, tiền điện, tiền nước hàng tháng mà mình phải thanh toán cũng khá nhiều. Ấy vậy mà mẹ chồng cứ lờ đi, chả thấy có ý kiến gì về việc đóng góp hay hỗ trợ gì cả. Mình phận làm dâu, nói thẳng ra cũng đâu có tiện, vậy nên mình lẳng lặng vặn van nước nhỏ xuống mức tối đa, đến nỗi có xả hết ga thì nước cũng chỉ chảy ra một dòng rất nhỏ, xè xè như em bé đi tè, và kêu là vì chậm đóng tiền nên người ta sắp cắt. Giấy vệ sinh hết, mình thay bằng mấy tờ giấy báo, rồi đi chợ mình mua toàn đậu phụ, lạc rang, cà chua cà pháo, mua sắn, mua khoai về độn với cơm, nấu cháo. Cả tuần liền như vậy, mẹ chồng đã hiểu ra vấn đề và tự nguyện xì tiền ra đóng góp. Chỗ làm của mình chỉ 5 giờ chiều là được nghỉ, nhưng mình không về nhà ngay mà thường nán lại đến 7 giờ mới về, vì hai lý do. Thứ nhất, mình muốn mẹ chồng quen với việc mình về muộn, để những hôm mình có chuyện đột xuất phải về muộn thật, mẹ chồng cũng không thể giày la. Thứ hai, mình về muộn, nếu mẹ chồng đói quá, không chịu được, sẽ phải tự mò vào bếp nấu cơm. Mình về chỉ việc ngồi vào mâm, chả sướng hơn hay sao? Mình muốn mẹ chồng hiểu rằng, việc nhà là của cả hai mẹ con ta, không phải của riêng ai cả. Những bí quyết mình áp dụng trên đây đang phát huy hiệu quả. Ví như sáng nay, mẹ chồng gọi dậy đi chợ, nhưng mình buồn ngủ quá nên giả vờ và là con đang rụng trứng. Khó chịu trong người, không dậy được, rồi nằm ngủ tiếp. Lúc mình tỉnh giấc thì đã gần trưa, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, sắp sẵn ra mâm và mặt mẹ chồng nhìn rất hằm hằm. Không có người mẹ chồng nào ghê gớm, chỉ có những người con dâu không biết cách trị mẹ chồng. Mình tự tin rằng những bí quyết của mình có thể khuất phục được cả những bà mẹ chồng hà khắc nhất, bởi mình đã trải qua 3 4 năm đời mẹ chồng rồi, đời nào cũng xài mấy cái bí quyết này mà chưa từng một lần thất bại.
ông chồng nọ đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân của mình. Sau một tiếng súng nổ, ông đã tiến người bạn về với Tây Thiên. Bà vợ nói ngay, cứ cái đà như thế này thì ông sẽ mất hết bạn bè cho mà xem. Hồi xuân, gửi vợ yêu của anh, sở dĩ anh phải viết thư thay lời muốn nói, vì anh sợ phải đối mặt với em khi nói ra những lời này. Một là em sẽ đá thúng đụng nia, gà bay chó sủa. Hai là em giận bỏ về bên ngoại, cho cha con anh ăn mì gói thay cơm. Ngày xưa, khi yêu em, lấy em, anh cũng đã từng phân vân khi nghĩ đến khoảng cách chênh lệch 15 tuổi của vợ chồng mình. Anh chỉ sợ đến khi anh gối mỏi, chân trồn rồi, mà em vẫn phơi phới thì không biết tính sao đây. Và điều anh lo sợ nhất đã đến, em bước vào giai đoạn hồi xuân. Việc đầu tiên, em tìm những cái áo của con gái chúng ta, lúc nó mặc từ hồi chưa giảm cân để chồng vào. Rồi thẹn thùng e lệ khi ai đó khen hai mẹ con như hai chị em vậy. Rồi ạ, chúng nó khen đều đấy em à. Em cứ thử tưởng tượng khoanh giò bị bó chặt ba vòng như nhau mà xem. Em lại trở lại như ngày mình mới quen nhau. Nói chuyện với ai, em cũng cúi đầu, mắt chớp chớp. Anh tí nữa thì ngã ngửa. Khi em gọi cô xưng con với chị bán tạp hóa, anh nghĩ chị ấy còn nhỏ tuổi hơn em. Em ơi, em cứ nghĩ là mặc vào người mấy cái áo hai dây xanh đỏ tím vàng, mấy cái váy ngắn cún cỡn là ông trời cho em trẻ lại 20 tuổi ư? Và điều mà anh quan ngại nhất là em đi mỹ viện spa điên cuồng khi em mang cặp mắt cắt hỏng. Con thì nhìn sang trái, con thì bay qua phải, về đến nhà, anh chỉ vừa chê một câu, em đã nổi giận đùng đùng nói là anh keo kiệt, tiếc tiền. Chưa hết, trong khi anh đang cố gắng làm quen với cảnh cả đêm nằm cạnh em, ngắm cặp mắt cứ mở trừng trừng không khép lại được, thì em lại tha tiếp về nhà, cặp môi xăm đỏ lòm, sưng húp. Chờ vài tuần, nó mới trở lại hình dạng ban đầu, thì em lại tuyên bố sẽ tiếp tục xăm chân mày. Anh còn nhớ hôm đó, nếu anh không làm dữ, dọa bỏ nhà ra đi, thì giờ có lẽ em gặp em, đến má em cũng sẽ không nhận ra. Còn chuyện cuối cùng vô cùng tế nhị nữa là, vì lớn hơn em nhiều tuổi, nên anh luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ, làm tròn mọi bổn phận và nghĩa vụ của người làm chồng. Nhưng từ khi em hồi xuân, má em hây hây ửng hồng, mắt lúng liếng, thì trong lòng anh luôn lo sợ và một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ hóa thành con tuần lộc chuyên môn đưa ông già Noel đi phát quà, có cặp sừng cực kỳ vĩ đại. Em ơi, hồi xuân chỉ nhất thời, tình vợ chồng mới còn mãi mãi, mong em hiểu được lòng anh. Thương em nhiều, chồng của em, ba của hai con chúng mình. Luật sư và cô gái tóc vàng. Trên máy bay, cô gái tóc vàng và anh chàng luật sư ngồi cạnh nhau. Chuyến bay dài lê thê, cô gái tóc vàng im lặng, xoay người nhìn ra cửa sổ. Chàng luật sư bắt chuyện với cô gái. Nào, bây giờ tôi sẽ ra một câu hỏi nhé. Nếu cô không trả lời được, sẽ phải trả tôi 5 đô la. Sau đó, đến lượt cô hỏi, nếu tôi mà không trả lời được, tôi sẽ trả cô 500 đô la ngay. Cô gái tóc vàng đồng ý. Và luật sư bắt đầu hỏi, thế đố biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là bao nhiêu nào? Cô gái lặng thinh, đưa cho anh chàng luật sư 5 đô. Đến lượt cô gái, đố biết ai leo lên núi bằng 3 chân và xuống núi bằng 4 chân. Đã 2 giờ trôi qua, anh chàng luật sư hết gọi trợ giúp từ bạn bè đến lục lọi trong mạng Internet mà vẫn không tìm được câu trả lời nào thích hợp cả. Hết cách,
Anh chàng luật sư đành đưa trả cho cô gái 500 đô la rồi hỏi, thế đó là ai vậy? Cô gái tóc vàng lặng thinh, đưa 5 đô la cho anh chàng luật sư và xoay người nhìn ra cửa sổ. Câu lạc bộ 99. Ngày xưa, có một ông vua, mặc dù có đời sống rất xa hoa, nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc hay vừa lòng. Một hôm, nhà vua bắt gặp một người hầu vừa làm việc, vừa ca hát một cách vui vẻ. Cảnh đó làm cho nhà vua thấy như bị thôi miên. Tại sao ta là người thống trị tối cao của vương quốc lại toàn cảm thấy bất hạnh và u sầu như thế, trong khi tên đầy tớ hèn mọn kia lại vui sướng đến nhường nào? Nhà vua hỏi, tại sao nhà ngươi lại thấy vui vẻ đến như vậy hử? Người đầy tớ đáp, dạ, môn tâu bệ hạ, tôi không là cái thá gì và chỉ là kẻ tôi tớ hèn mọn. Nhưng gia đình của tôi và tôi không cần nhiều thứ cho lắm. Chúng tôi chỉ cần có một mái ấm và đủ thức ăn nóng hổi bỏ vào bụng, thế là đủ rồi. Nhà vua vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của người đầy tớ nọ. Cũng ngày hôm đó, nhà vua đến hỏi viên cố vấn tin cẩn nhất của mình. Sau khi nghe nhà vua than phiền và câu chuyện người đầy tớ, viên cố vấn đáp, dạ, tâu bệ hạ, thần tin là người hầu nọ không phải là thành viên của câu lạc bộ 99 đâu ạ. Câu lạc bộ 99 nào? Và hẳn ra nó là cái gì vậy? Nhà vua hỏi, viên cố vấn đáp, tâu bệ hạ, để biết câu lạc bộ 99 thực sự là gì, ngài hãy bỏ 99 đồng tiền vàng vào một cái túi và đặt trước ngưỡng cửa nhà gã người hầu kia. Nhà vua làm y lời viên cố vấn. Khi người hầu trông thấy cái túi, anh ta đem nó vào nhà, mở ra và anh ta sung sướng bật thành tiếng, ôi, nhiều tiền vàng quá! Anh ta bắt đầu đếm những đồng tiền vàng, đếm đi đếm lại, cho đến mấy lần. Cuối cùng, anh ta tin chắc rằng tất tần tật đều 99 đồng tiền vàng. Anh ta lấy làm lạ, tự hỏi, điều gì đã xảy ra với đồng tiền vàng cuối cùng kia chứ nhỉ? Chẳng có ai lại cất giữ 99 đồng tiền vàng bao giờ. Thế rồi, anh ta bắt đầu đi tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng đồng tiền vàng cuối cùng kia vẫn bạt vô âm tín. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, anh quyết định mình cần phải làm việc chăm chỉ, hòng kiếm cho đủ một đồng tiền vàng nữa để hoàn chỉnh bộ sưu tập 100 đồng tiền vàng. Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của người hầu bắt đầu thay đổi. Anh ta thường phải làm việc quá sức và dần trở nên hết sức cục cằn và luôn trách cứ mọi người thân trong gia đình không giúp gì cho mình để kiếm đủ đồng tiền vàng thứ 100. Anh đã không còn ca hát khi làm việc nữa. Chứng kiến sự thay đổi bi thảm đó, nhà vua cảm thấy bối rối khó xử. Khi hỏi lại viên cố vấn, nhà vua nhận được câu trả lời như sau. Tâu bệ hạ, gã hầu đó bây giờ chính thức tham gia câu lạc bộ 99 rồi đấy hả? Rồi ông ta tiếp tục giải thích, câu lạc bộ 99 là tên để gọi những người đã có hạnh phúc đầy đủ nhưng không bao giờ cảm thấy vừa lòng, vì họ luôn luôn khao khát và cố gắng đạt thêm một thứ nữa, và luôn tự nói với mình rằng, cứ để ta kiếm thêm thứ cuối cùng đó, rồi ta sẽ hạnh phúc cả đời. Thế mà cũng đố, gặp ngày vui vẻ, ông chủ nói với anh tài xế xe con trai của bố mẹ tôi mà không phải anh em tôi, thì đố anh đó là ai? Anh tài suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, khó quá, em chịu thôi anh. Ông chủ khoái chí cười bảo, thì là tôi, chứ còn ai vào đây nữa chứ. Thấy ngộ ngộ, về nhà anh tài hí hửng bắt trước đố vợ. Con trai của bố mẹ tôi mà không phải anh em tôi, đố vợ biết là ai nào? Cô vợ cười đáp,
Ôi, dễ ợt, là anh chứ ai nữa, thế mà cũng đố. Anh Tài đắc chí cười và nói, em đoán trượt rồi, đấy là ông chủ. Charlie Chaplin kể, có lần tôi đi tàu điện ngầm ở New York, về đến nhà, tôi thấy trong túi có một chiếc đồng hồ vàng. Nghĩ mãi, tôi cũng không thể biết bằng cách nào chiếc đồng hồ lại chui vào túi của tôi như thế. Tôi quyết định nộp cho cảnh sát. Ngày hôm sau, tôi nhận được một lá thư như sau. Ông Chaplin thân mến, tôi hành nghề móc túi. Hôm qua, trong tàu điện ngầm, tôi đã lấy một chiếc đồng hồ vàng của một quý ông. Nhưng khi nhìn thấy ông, tôi quyết định tặng ông một món quà và bỏ nó vào túi của ông. Rồi một năm đã trôi qua, cảnh sát đã không tìm ra kẻ trộm, cũng như không tìm thấy chủ nhân của chiếc đồng hồ đó, và do đó đã gửi lại chiếc đồng hồ cho tôi. Các tờ báo đã viết về việc này, và ngày hôm sau tôi nhận được bức thư thứ hai. Ông Chaplin thân mến, một năm trước tôi đang đi tàu điện ngầm bị mất cắp chiếc đồng hồ vàng đó. Tôi đọc tờ báo và biết rằng kẻ móc túi đã đưa tặng đồng hồ cho ông. Thưa ông Chaplin, xin ông hãy giữ lại đồng hồ của tôi. Và vì tôi ngưỡng mộ tài năng phi thường của ông hơn một tên móc túi, nên tôi gửi tặng ông thêm chiếc dây chuyền vàng của chiếc đồng hồ đó. Một bệnh nhân hỏi, thưa bác sĩ, bệnh của tôi có nặng lắm không ạ? À? Rất nặng. Vậy có liệu pháp nào không ạ? À? Có đấy, ông nên tắm bùn. Nó có hiệu quả nhiều không ạ? À? Có chứ, nó giúp ông làm quen dần với đất. Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ. Có vợ đẹp là bất an, có vợ xấu là bất hạnh, có vợ giỏi là bất xứng, bị vợ chê là bất lực, khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi, cãi lời vợ là bất kính, nộp lương đủ cho vợ là bất khả kháng, xin tiền vợ đi uống bia là bất khả thi, tính xấu của vợ là bất di bất dịch, khi vợ nổi máu ghen là bất luận. Được vợ khen là điều bất ngờ, bị vợ đánh mà không khai là bất khuất. Bà là người Hà Nội. Trên chuyến bay Sài Gòn Hà Nội, tiếp viên hàng không bỗng thấy có một cô gái tóc nhuộm vàng, chân dài đến nách, bỏ ghế hạng thường bước lên khoang hạng thương gia, chễm chệ ngồi xuống. Nữ tiếp viên đến nói, dạ thưa cô, đây là ghế hạng thương gia. Vé của cô hạng thường không thể ngồi ở đây ạ. À? Xin cô về lại chỗ của cô đi ạ. À? Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách nói, bà là người Hà Nội, bà đi Hà Nội và đây là chỗ bà muốn ngồi. Thằng Lào, con Lào muốn làm gì thì làm, bà đéo ngán. Nữ tiếp viên sợ quá, bèn báo cáo cho tiếp viên trưởng nhờ giải quyết. Tiếp viên trưởng đến bên cô gái nhuộm tóc vàng và nói, thưa cô, chắc cô là thân nhân của một đồng chí lãnh đạo, nhưng muốn ngồi ở hạng thương gia, cô phải có vé hạng thương gia. Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách, lại cho một tràng. Đúng, bà là con gái đồng chí lãnh đạo, không mua vé hạng thương gia, nhưng bà thích ngồi ghế hạng thương gia đấy. Đến Hà Nội, chẳng cần thằng Lào, con Lào lăn lỉ, bà cũng xuống. Tiếp viên trưởng thua, bèn báo cáo với phi công trưởng. Phi công trưởng nói, ok, các đồng chí đừng có lo lắng. Vợ tôi cũng là con một đồng chí lãnh đạo, thích nhuộm tóc vàng và chân dài đến lách. Tôi quen cách đối xử với họ rồi, để tôi xuống bảo cô ta. Phi công trưởng đến bên cô gái nói nhỏ vào tai. Ngay tức thời, cô gái đứng phắt lên và nói, ô, thế cơ à, thế thì bà không ngồi đây nữa. Xong, cô ta đi xuống khoang vé thường,
trở về ghế của mình, nữ tiếp viên và tiếp viên trưởng trố mắt nhìn phi công trưởng phục sát đất. Phi công trưởng nói nhỏ với họ, có gì đâu, tôi chỉ bảo nhỏ cô ta. Cô mình ơi, vé hạng thương ra, không đi Hà Nội, chỉ có vé hạng thường mới ra Hà Nội thôi. Gieo nhầm, hắn đang ngồi uống nước với lão, thì nghe tiếng vợ hắn gọi, ông Hành, về nhà có khách. Ai vậy? Tôi không biết, ông về khắc rõ. Hắn nghe vậy, chào lão rồi ra về. Chiều hắn lại sang, lão pha ấm trà mời hắn rồi hỏi, thế lúc sáng có khách quý đấy à? Quý báu gì hả lão? Hắn làm một ngụm trà rồi nói tiếp, lão biết thằng Hành ở xóm Cồn Đông không? À, tôi có biết nhưng không quen hắn. Có phải hắn giờ làm hiệu trưởng trường cao đẳng nghề và trung tâm đào tạo sau đại học đó không? Đấy, thì nó đấy. Thế nó đến nhà cậu làm gì? Hắn nhếch một nụ cười rồi nói, thực tình chuyện này tôi cũng quên rồi. Hôm nay nó đến, nói ra tôi mới nhớ lão ạ. Nhưng mà là chuyện gì vậy? Hắn gãi đầu rồi nói, ngày trước, hồi còn nhỏ, tôi với nó cùng học với nhau. Nhà tôi nghèo, nhà nó cũng nghèo. Hai đứa chúng tôi chơi với nhau khá thân. Thế rồi, khi lên lớp 7, nó bỏ học dở chừng. Nó theo toán thợ mộc để học nghề. Còn tôi, sau khi học xong cấp 3, tôi đi bộ đội. Khi xuất ngũ về địa phương, thì nó cũng thành thợ và đang làm thuê cho xưởng mộc ông Thái ở xã bên. Vào thời gian đó, huyện ta có mở trường dạy nghề. Anh rể nó là cán bộ huyện được điều sang làm giám đốc. Tậm một ngụm trà, xong hắn lại nói tiếp. Phải nói, thằng anh rể nó làm cán bộ là phải. Thằng cha ấy biết nhìn xa trông rộng, nó được thằng anh rể lấy lên làm bảo vệ, rồi nó sang tôi chơi, rồi xin tôi cho nó mượn tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Nó nói, anh rể nó xin việc cho, nhưng yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. Tôi và nó cùng họ lại cùng tên luôn. Hồi đó thấy nó khổ, nay xin được việc làm, mình giờ ở nhà đi cày, bằng cấp 3 cũng chả cần, nên cho nó mượn. Kể từ ngày đó, tôi không gặp nó nữa và cũng quên cái chuyện cho nó mượn bằng. Ai ngờ, nó lên làm bảo vệ một thời gian, trung tâm mở thêm lớp mộc dân dụng. Nó được anh nó đưa sang làm giáo viên thực hành bộ môn này. Rồi một thời gian sau đó, nó đã có đầy đủ các loại bằng cấp. Khi anh rể nó về hưu, nó được cử làm giám đốc. Sau này, trung tâm được nâng lên thành trường cao đẳng nghề, nhiễm nhiên hắn là hiệu trưởng. Rồi theo yêu cầu, trường mở thêm lớp đào tạo sau đại học và những tấm văn bằng 2 hay thạc sĩ cũng từ cái lò bát quái này mà ra. Lão nghe hắn nói vậy liền hỏi, thế hôm nay nó đến để trả ơn cậu đấy à? Ơn huệ gì đâu, nó mang quà đến và một ít tiền, xin tôi giấu kỹ chuyện tôi cho nó mượn bằng ấy mà. Thế sao bây giờ cậu lại nói với tôi? Hắn cười như mếu nói, lúc đó tôi nói với nó là chuyện cho mượn bằng tôi đã quên từ lâu rồi. Tôi đuổi nó về, quà tôi trả nhận, tiền cũng không. Nhưng tôi áy náy quá lão à, vì có nhớ cũng chẳng làm được gì. Vì tôi với nó không những trùng tên mà còn trùng họ nữa. Lão tặc lưỡi đáp, cậu có biết không, biết bao nhiêu nhà học giả công chức địa phương đều từ cái lò đào tạo của ông hiệu trưởng thợ mộc nói ngọng mà cậu cho mượn bằng đó. Cậu chính là kẻ gieo mầm. Mạnh vào anh ơi, hôm nay con ở bên bà. Vợ chồng tranh thủ tăng ca giữa ngày, say sưa giã cối nện chày, quên đóng cửa chính, như này mới đau. Sự đời biết trước được đâu,
Bỗng dưng lão Mạnh từ đâu bước vào. Cô vợ nhìn thấy kêu gào, anh ơi, anh Mạnh, Mạnh vào anh ơi. Tưởng vợ lên đỉnh đến nơi, anh chồng dồn sức một hơi rầm rầm, mặc cho vợ cứ kêu ầm, đến khi đạn bắn hết tầm mới tha. Xong xuôi nằm ngửa vật ra, nhìn ra ngoài cửa, chết bà mẹ ơi. Anh chồng ôm mặt kêu trời, vơ vội cái gối che nơi hành nghề. Học trò sáng dạ, trên bãi biển, một ngày hè đẹp trời, vị giáo sư già đang nằm phơi nắng, bỗng một cô gái xinh đẹp mặc bikini lại gần và cất tiếng, em chào thầy ạ, thầy có còn nhớ em không ạ? Ông thầy Dương Mộc Kình nhìn cô gái nheo mắt, xin lỗi, cô là... Cô gái cười tinh nghịch, thầy quên em rồi, em là Lena, cựu sinh viên toán của thầy ngày xưa đây ạ. À, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, đúng là Lena, cô sinh viên toán vừa thông minh, lại vừa tinh nghịch nổi tiếng đây rồi, em vẫn còn trẻ, và vẫn chắc tinh nghịch như xưa đấy chứ. Rồi thầy trò cùng nằm phơi nắng, vui vẻ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa khi còn ở trường đại học của thầy, của trò và cả những câu chuyện nghịch ngợm của lũ học trò, nhất là cô sinh viên hoa khôi Lena. Chợt giáo sư quay sang cô gái, xưa nay em vẫn nổi tiếng rất thông minh, thế bây giờ thầy chỉ thử trí thông minh của em nhé. Nói rồi, thầy dùng ngón tay viết lên đùi cô học trò, mỗi bên một con số 5. Đố em biết, thầy vừa viết số mấy? Cô trò cười khanh khách và đáp, thưa thầy, là số 505 ạ. Thầy tấm tắc, em quả thực là cô gái thông minh. Rồi cô quay lại sang thầy, đến lượt em đố thầy nhé. Cô cũng viết lên hai bên đùi của thầy hai số 5. Số bao nhiêu đây thưa thầy? Thầy cười và nói, số 515, đúng chưa nào? Cô trò cũ cười danh mãnh, thầy ơi, thầy nhầm rồi, đáp án đúng là 5,5 thầy ạ. À, trúng số độc đắc. Có một ông mắc bệnh tim, mua một vé xổ số Việt Lót để giải trí. Hôm mở thưởng, ông nhờ vợ đi xem kết quả. Bà vợ xem xong, biết là chồng mình trúng số độc đắc trị giá 60 tỷ đồng. Sợ chồng sẽ bị sốc, nên bà vợ thống nhất nói với các con thuê một bác sĩ tâm lý giỏi để báo tin cho chồng. Ông bác sĩ này già, có rất nhiều kinh nghiệm. Ông già đóng vai một nhà báo, đến gặp người chồng để phỏng vấn, điều tra về ảnh hưởng của xổ số đến đời sống xã hội. Ông nhẹ nhàng hỏi chủ nhà, xin lỗi bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 72 tuổi. Thế giả sử bây giờ bác trúng xổ số 02 triệu đồng, bác sẽ làm gì với số tiền đó ạ? Tôi sẽ mua một ít vật dụng gia đình, thế thôi. Vậy nếu trúng 10 triệu đồng, bác sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng, vì gia đình tôi chưa bao giờ biết đến mùi vị nhà hàng là gì cả. Và cứ thế tiếp diễn, cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy gia chủ đã đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc, ông mới nói thật, bây giờ tôi thông báo bác trúng xổ số 60 tỷ đồng, bác sẽ làm gì ạ? Chủ nhà từ nãy đến giờ đã mệt mỏi vì những câu hỏi vô bổ của vị bác sĩ, nên trả lời qua loa cho xong chuyện, một nửa số tiền đó sẽ thuộc về ông. Nghe vậy, ông bác sĩ lăn đùng ra bất tỉnh và ra đi mãi mãi, mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng theo lời hứa của gia chủ, vì ông không còn đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng.
Một du khách nước ngoài vào cửa hàng bán chim, rồi chỉ vào một con chim rất đẹp và hỏi giá. 500 USD. Sao lại đắt vậy chứ? Ồ, con này hót rất hay. Nó còn biết trò chuyện đơn giản bằng 5 thứ tiếng khác nhau nữa. Tuyệt vời. Vậy còn con kia, nó có tài cán gì và giá là bao nhiêu? Du khách chỉ vào chú chim khác rồi hỏi. À, con ấy là 2.000 USD. Nó không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn biết cộng trừ nhân chia rất nhanh nữa. Du khách lại chỉ vào một chú chim lụ khụ, xấu xí, trong cái lồng rất đẹp, treo trên cao, và hỏi, thế con chim này chắc là giá sẽ rẻ hả? Tôi sẽ mua con này. Chủ cửa hàng mỉm cười rồi nói, ngài nhầm rồi, con này có giá là 10.000 USD đấy. Khách trợn tròn mắt hỏi, cái gì cơ? Thế thì nó phải là nhà thông thái thực sự à? Nó giỏi ngoại ngữ, nó có bằng tiến sĩ, nó là đỉnh cao của trí tuệ chăng? Không, nó chẳng biết gì cả, chẳng là gì hết, không học hành gì, chẳng biết gì sất. Vậy tại sao nó lại đắt như vậy chứ? Vì nó là lãnh đạo của mấy con kia. Một tỷ phú 60 tuổi dắt theo cô vợ 25 tuổi đến dự tiệc cùng đám bạn. Ai cũng trầm trồ khen. Một người bạn không giấu được sự tò mò nên ghé tai hỏi nhỏ. Này ông làm cách nào mà lại lấy được cô vợ vừa trẻ lại vừa đẹp bốc lửa như thế? Ông tỷ phú kia chậm rãi đáp. Tôi đã nói dối với cô ấy về tuổi của tôi. Thế ông nói ông 45 tuổi ư? Không, tôi nói tôi 85. Sáng mùng 1 Tết, Tuấn đang say sưa chuẩn bị thay đồ mới, thì có khách đến chơi. Thấy Tuấn, ông ấy nói, chà chà, Tuấn bữa nay mùng 1 ăn mặc đẹp ghê. Lại đây, để bác lì xì cho 50.000 nè. Mẹ Tuấn thấy Tuấn nhận lì xì mà không nói lời cảm ơn hay nói lại gì cả, bèn nhắc con. Tuấn, con không biết nói gì à? Tuấn đáp tỉnh bơ. Dạ, con không biết ạ. Ơ, thế con thấy mẹ hay nói gì với bố? Thế nào, mỗi khi bố đưa tiền lương cho mẹ hả? Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi hét to vào mặt ông khách kia. Có bấy nhiêu thôi à? Ông đem đi nuôi bổ nhí rồi phải không hả? Đứa nào ngu? Ở một trường dòng, có một ông thầy rất nghiêm khắc. Trong số học trò của ông, có hai cậu bé. Một cậu là Suta, thường gọi là Suta chăm chỉ. Còn một cậu tên là Bella, thường gọi là Bella lười nhác. Suta chăm chỉ là một cậu bé nhiệt tình và siêng năng. Ngay cả những ngày được nghỉ, cậu vẫn quét tước sân tu viện, cắt cỏ, đi lấy nước và giặt giũ quần áo cho thầy giáo. Còn cậu bé Bella lười nhác thì ngược lại, có tiếng là một thằng bé lông bông. Trong giờ lên lớp thì cậu ta chỉ ngủ, trả lời bài theo ám hiệu của trò khác. Đến giờ thu dọn vệ sinh thì cậu ta lại kiếm chỗ kín nào đó, chui vào làm một giấc no say. Còn chiếc áo thầy tu mà cậu ta khoác thì thôi rồi, bẩn không thể tả. Một hôm, ở trong vườn, Bella lười nhác gặp Suta chăm chỉ. Nó liền hỏi, này, Suta, hãy nói cho tớ biết, 1 + 2 bằng bao nhiêu nào? 3, Suta trả lời. Này, cậu suốt ngày bợ đỡ thầy giáo mà chẳng học hành được cái quái gì cả, vẫn rốt đặc cán mai. Suta bắt đầu chứng minh rằng mình đã tính đúng. Rốt cuộc, hai cậu bé đã cãi nhau rồi ẩu đả. Đúng lúc đó, ông thầy đi ngang qua. Thầy giáo hỏi, có chuyện gì thế? Suta liền mách, thầy ơi, thằng Bella nó hỏi con 1 + 2 bằng mấy?
Con trả lời bằng 3, nhưng nó cứ khăng khăng cho rằng bằng 2, và thế là chúng con cãi nhau. Thầy giáo nghe xong, nghiêm khắc hỏi, thế có đúng Su ta nói như thế không hả Bella? Dạ, đúng thế ạ. Bella cười nhanh nhẹn đáp. Bấy giờ, ông thầy cầm lấy một cành cọ lớn, quất cho cậu bé Su ta chăm chỉ một trận nên thân. Cậu ta nức nở, thầy, con tính đúng và nói sự thật, tại sao thầy lại phản con ạ? Bấy giờ thầy giáo mới dằn, ở đời những kẻ ương bướng, dốt nát nhưng cũng không thể tha thứ cho những ai đã ra sức tranh cãi với hạng người đó. Đấy, ví dụ như con bây giờ, dù con biết chắc là mình hoàn toàn đúng, thế mà con vẫn cứ lao vào cãi cọ với Bella. Vậy đứa nào ngu hơn đứa nào hả? Hoành hoẹ. Cảnh sát chặn một xe tải chở xăng có kéo lê một sợi xích ở đằng sau. Này, tại sao lại có sợi xích kia hả? Thì để dẫn tia điện xuống đất đấy. Hiểu, thế sợi xích để làm gì? Vâng, nếu có tia lửa điện, nó sẽ dẫn xuống đất theo dây xích đó. Ừ, cái đó thì hiểu. Thế lý do gì cần có sợi xích? Người lái xe mất kiên nhẫn, liền ra chặn chiếc xe la ra đi ngang qua và nhờ bác tài. Này anh bạn, hãy giải thích dùm để anh cảnh sát đây hiểu sợi xích là để làm gì đi. Bác tài la ra nói, anh có hiểu không? Để xăng không phát nổ và để không phát ra tia lửa. À, hiểu rồi. Tài xế xe chở xăng vui mừng lái xe đi. Cảnh sát giao thông quay lại bác tài lái chiếc xe la ra. Vậy tại sao xe của anh lại không có sợi xích chứ? Tiếc gì đôi giày rách. Thấy chồng đi làm về, cứ lúi húi lục lọi tủ giày. Vợ liền hỏi, này, anh tìm đôi giày nào đấy? Nghe vợ hỏi, anh chồng ớm ở đánh trống lảng. Anh tìm đôi giày cũ đấy mà. Cô vợ bĩu môi, ôi, tưởng gì, em vứt đi rồi còn đâu. Anh chồng hốt hoảng, đôi giày còn tốt thế, sao em lại vứt đi? Em vứt chỗ nào? Để anh đi lấy về. Chị vợ thấy thái độ của chồng như vậy, liền phì cười đáp, ôi, đôi giày rách như thế, còn tiếc cái gì nữa? Anh cứ yên tâm đi, tiền giấu trong giày, em đã cất đi rồi. Có thể bạn chưa biết, khi ăn chuối, đừng vội vứt vỏ ngay. Nhiều người có thói quen vứt ngay vỏ chuối vào thùng rác ngay sau khi ăn. Điều này là rất lãng phí vì chúng ta có rất nhiều cách sử dụng nó. Hãy cắt vỏ bằng dao sắc, làm ra từng sợi nhỏ. Những sợi này hãy xếp lại cẩn thận lên tờ báo và phơi nắng trong vòng 2 tiếng. Xong thì bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và cất vào chỗ mát. Để trong 3-4 ngày, sau đó bỏ những sợi vỏ chuối khô này và bẻ ra làm đôi. Cho vào cối xay cho đến khi chuyển thành dạng bột. Lúc này vỏ chuối sẽ không chiếm nhiều chỗ trong thùng rác của bạn. Mua giày theo mẫu. Có một anh nọ định ra hiệu mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo kích thước chân của mình và còn cẩn thận ghi vào một tờ giấy. Khi đến hiệu giày, mới biết rằng mình đã quên mất tờ giấy. Anh đành bảo với chủ hiệu, tiếc quá, tôi để quên mẫu giày ở nhà, bây giờ phải về lấy vậy. Nói rồi, anh ta vội chạy về lấy mẫu cho chân mình. Khi quay lại, thì cái hiệu đã đóng cửa. Anh ta cứ đứng lẩm bẩm than, không mua được giày. Có người biết chuyện mới hỏi, thế tại sao anh không lấy chân của anh mà thử giày? Vừa thì mua,
Thế có tốt hơn không? Anh ta trả lời, thì tôi đã đo mẫu giày chuẩn rồi, làm sao tôi tin vào đôi chân của mình cơ chứ? Trung và Nịnh. Hôm qua, Lưu Dung và Hỏa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác, sau kiếp kình địch không đội trời chung dưới chướng Càn Long. Hỏa Thân cười hề hề, Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong, nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều giữa một triều đình lẫm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Hay, Lưu Dung gật gù, ừ, thì tôi cũng biết vậy. Hồi đó tôi cũng ghét ông lắm chứ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Hỏa Thân lại tiếp, ủa, sao lại đỡ vậy, thưa đại nhân? Lưu Dung trả lời, chả là ngày xưa mỗi mình ông nịnh nên thấy lạ, thấy ghét, còn bây giờ nịnh tràn lan khắp cả thiên hạ. Từ đó tôi mới ngộ ra rằng thì là tầm xu nịnh của ông thật chẳng si nhê gì so với đám hậu bối. Hỏa Thân lại tiếp, thưa, có thật thế không đại nhân? Còn hơn thế nhiều nữa là đằng khác ấy chứ. Có đứa còn chơi hẳn cái luận án tiến sĩ mấy trăm trang về nịnh kia mà. Tiền sư nó, hôm rồi tôi vào toilet, còn nghe một thằng bảo, ôi đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc, vậy mà cũng có thời gian vào đây sao? Tôi nghẹn ngào nhớ đến ông, hóa ra trình độ nịnh của ông ngày ấy tưởng đã đạt đến thượng thừa, nào ngờ vẫn thua xa bọn vô lại bây giờ. Tôi nghĩ vậy nên không còn muốn oán trách ông nữa. Hỏa Thân cười, cảm ơn đại nhân. Nghĩ lại năm xưa tôi cũng có phần cố chấp, thấy đại nhân lưng cong kỳ dị quá nên cũng có chút không ưa. Giờ thấy lưng cong lại là xu thế tất yếu, nhàn nhàn khắp nơi. Hôm rồi còn có đứa là giáo viên hẳn hoi nhé, nó tuyên bố xanh dờn rằng thì là ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật đấy. Bố lao đến thế là cùng. Tôi tức lắm, nhưng bình tâm nghĩ thì cũng thấy có lý. Chuyện trò đến đây, cả Lưu Dung và Hòa Thân phá lên cười ha ha, bắt tay xí xóa mọi hiểm khích đã qua và cùng đồng thanh hô lớn, hậu sinh thả ố. Kẻ bị tình nghi. Viên cảnh sát trưởng đang ngồi nhâm nhi ly rượu rum, bỗng bất ngờ cô con gái chạy bổ vào rồi kêu, bố ơi, con có thai. Viên cảnh sát mặt đỏ bừng, hầm hầm quát, con có biết bố nó là ai không hả? Cô con gái lắc đầu, thất vọng, nói, dạ, con không biết, nên mới nhờ bố điều tra giúp con ạ. Viên cảnh sát đăm chiêu suy nghĩ, rồi hất hàm nói, thế con có nghi cho thằng nào không hả? Thấy bố hỏi, cô con gái rút trong túi áo ra một tập giấy, rồi đưa cho bố. Dạ, đây là danh sách những kẻ bị tình nghi ạ. Trung và Nịnh. Hôm qua, Lưu Dung và Hỏa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác, sau kiếp kình địch không đội trời chung dưới chướng Càn Long. Hỏa Thân cười hề hề, Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong, nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều giữa một triều đình lẫm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Hay, Lưu Dung gật gù, ừ, thì tôi cũng biết vậy. Hồi đó tôi cũng ghét ông lắm chứ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Hỏa Thân lại tiếp, ủa, sao lại đỡ vậy, thưa đại nhân?
Lưu Dung trả lời, chả là ngày xưa mỗi mình ông Nịnh nên thấy lạ, thấy ghét, còn bây giờ Nịnh tràn lan khắp cả thiên hạ. Từ đó tôi mới ngộ ra rằng thì là tầm xu Nịnh của ông thật chẳng si nhê gì so với đám hậu bối. Hòa Thân lại tiếp, thưa có thật thế không đại nhân? Còn hơn thế nhiều nữa là đẳng khác cái chứ. Có đứa còn chơi hẳn cái luận án tiến sĩ mấy trăm trang về Nịnh kia mà. Tiền sư nó, hôm rồi tôi vào toilet, còn nghe một thằng bảo, ôi đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc, vậy mà cũng có thời gian vào đây sao? Tôi nghẹn ngào nhớ đến ông, hóa ra trình độ Nịnh của ông ngày ấy tưởng đã đạt đến thượng thừa, nào ngờ vẫn thua xa bọn vô lại bây giờ. Tôi nghĩ vậy nên không còn muốn oán trách ông nữa. Hòa Thân cười, cảm ơn đại nhân. Nghĩ lại năm xưa tôi cũng có phần cố chấp, thấy đại nhân lưng cong kỳ dị quá nên cũng có chút không ưa. Giờ thấy lưng cong lại là xu thế tất yếu, nhàn nhàn khắp nơi. Hôm rồi còn có đứa là giáo viên hẳn hoi nhé, nó tuyên bố xanh dờn rằng thì là ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật đấy. Bố lao đến thế là cùng. Tôi tức lắm, nhưng bình tâm nghĩ thì cũng thấy có lý. Chuyện trò đến đây, cả Lưu Dung và Hòa Thân phá lên cười ha ha, bắt tay xí xóa mọi hiểm khích đã qua và cùng đồng thanh hô lớn, hậu sinh thả ố. Bài văn của một học sinh lớp 6, cười ra nước mắt, người nông dân chân chất thật thà ngày xưa nay còn đâu. Sáng nào cũng vậy, khi con gà trống nhà em gáy te te là mẹ em trở dậy lục tục chuẩn bị ra đồng. Mấy năm nay, mẹ em cứ dậy là kêu đau người, đau đầu liên tục. Mẹ em thường ca cầm với bố, ông to xác thế, sao không chăm bẵm mấy xảo giao cho tôi. Ngày nào tôi cũng phải quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, tôi sắp chết rồi, ông có biết không hả? Bố em cũng đã dậy từ lâu, ông đăm chiêu nhấp một ngụm rượu sách. Ở quê em uống rượu vã không có đồ nhắm thì gọi là rượu sách. Rồi bảo với mẹ, bà phải chịu khó mà cày cấy, tôi ở nhà còn đàn lợn, gà, rồi lại còn bán quán lòng lợn tiết canh, vất vả lắm thay. Mẹ em không nói không rằng, chuẩn bị quần áo, khẩu trang kín mít rồi ra đồng. Ở đồng, mẹ em trồng nhiều rau muống, rau cải với su hào. Thi thoảng, bà còn tăng ra thêm cả vài xào dưa hấu. Mùa nào cũng vậy, rau xanh mơn mờn, lá này mượt mà. Em rất muốn giúp mẹ, nhưng cứ hễ thỏ mãn ra đồng, mẹ em lại đuổi em về quẩy quậy. Bà bảo, về ngay, cái thằng danh kia, chỗ sung sướng thì mày không ở, lại đâm đầu ra đây à? Mày có muốn chết sớm không con? Em hỏi mãi, mẹ mới nói thật. Con ơi, rau nhà ta chỉ có một luống ở gần nhà là ăn được, còn mấy xào này phải phun thuốc, nó mới lớn nhanh, bán nhanh thì mới có tiền cho mày ăn học đấy con ạ. Mẹ ngày nào cũng ra đồng, cũng phun thuốc, nên đầu hay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, tai ù, chân chậm. Chẳng biết rồi mẹ sống được để chăm bẵm mày đến bao giờ nữa. Em thương mẹ quá, nhưng chẳng biết làm gì để giúp mẹ. Em còn bé, chưa phun được thuốc sâu. Ruộng rau của nhà ăn khác hẳn với những luống rau mơn mởn đang chuẩn bị thu hoạch để bán. Nghe mẹ em nói, em mới biết, hóa ra kiến thức sinh học trong mấy cuốn sách giáo khoa cô giáo vẫn dạy chẳng còn đúng nữa. Sách dạy trồng rau muống, rau cải su su, rau ngót, rau cần phải 1 đến 2 tháng mới cho thu hoạch. Còn rau của mẹ em
cho thu hoạch chỉ 4 đến 5 ngày. Hôm trước em thấy mẹ phun thuốc trì chạt, sáng hôm sau đã thấy rau xanh mơn mởn, rồi mẹ cắt xoàn xoạt đem đi chợ bán. Em thèm ăn mấy mớ rau đó lắm vì nó xanh và mướt, nhưng mẹ toàn bắt em phải ăn luống rau còi cọc quanh nhà. Một hôm vào vụ dưa, em đi học về ngang qua ruộng dưa gần nhà, đói và khát nước quá nên em nhảy xuống vặt tạm một quả định ăn cho mát. Ai ngờ đang hí hoáy thì mẹ em chạy từ đằng sau lại kêu như cháy nhà. Bà la lên bài bài: "Ôi con ơi, mày không thương bố mẹ nữa sao? Muốn ăn thì về luống dưa ở vườn mà ăn, chứ mẹ có tiếc con đâu. Mày ăn quả này vào, sau này con có mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao được đây?" Em chán quá, bỏ ngang miếng dưa rồi về: "Mẹ chắc chẳng thương em." Mấy quả dưa trong vườn nhà trồng cùng trồng ngày với dưa ngoài ruộng mà nó bé bằng con chuột nhắt, đợi đến bao giờ em mới được ăn? Ra đồng giúp mẹ không được, em muốn về nhà để phụ bố, nhưng bố em cũng chẳng khiến. Ông và mấy chú hàng xóm làm thịt lợn rất nhanh và thạo, hàng chục con lợn lúc bắt về nó kêu anh ếch điếc cả tai, nhưng bố chỉ hòa cái thuốc gì đó rồi cho chúng uống là con nào con nấy ngủ lăn quay. Chờ cho lũ lợn ngủ hết, ông mới sai mấy chú giúp việc bơm nước vào mồm lợn cho chúng nó ánh bụng lên. Đợi một lúc lâu cho lợn ngấm nước, bố em mới sai các chú đem đi mổ. Chú Tìn là chú họ của em hay bảo: "Bây giờ có cái chiêu bơm nước này hay thật đấy, một con lợn lãi được bao nhiêu từ nước lã. Cái thuốc ăn thần này đúng là lợi hại thật, mổ con lợn cả tạ mà chả phải vất vả, thịt lại giữ được lâu, rất tươi màu." Mang tiếng là nhà bán thịt lợn, lại bán cả lòng lợn tiết canh đầu ngõ, nhưng em chẳng bao giờ được ăn miếng thịt, miếng lòng nào. Hễ em ho he ra quán bảo bố: "Bố ơi, con đói," là ông lại quát ẩm lên: "Vào nhà xem còn cơm nguội không, ăn tạm đi con ạ." Thiếu chất tí cũng được, còn hơn ăn thịt lợn này thừa chất. Mấy cái nước lã với thuốc an thần bố bơm vào, lợn đã ăn thua gì? Ở chỗ nuôi, người ta còn cho lợn ăn toàn chất cấm, thuốc kích thích tăng trọng. Lợn nuôi có 2 tháng mà đã được non một tạ. Lợn này là lợn thuốc đấy con ạ. Thế là ngày nào em cũng chẳng được ăn gì, dù toàn thứ nhà em làm. Ăn gì bố mẹ em cũng cấm, chỉ sợ em phải thực phẩm bẩn ngộ độc ung thư. Sao em lại khổ thế? Hôm trước, bác hàng xóm tổ chức đám cưới cho con trai lấy vợ ở làng bên. Tiệc cưới rất vui, nhưng đến lúc ăn cỗ thì hai họ đánh nhau ầm ĩ. Lệ làng em là khi làm cỗ cưới, nhà trai nhà gái đều phải góp thực phẩm để mâm cỗ thêm ấm cúng, tình nghĩa chan hòa. Vào tiệc, bố chú rể gắp một miếng thịt gà vào bát của bố cô dâu rồi bảo: "Đây đây, mời bác xơi miếng thịt gà. Gà nhà bác thì mời bác xơi trước cho phải phép." Bố cô dâu hình như đã nóng mắt lắm nhưng vẫn cố kiềm chế. Ông lại gắp miếng thịt lợn rồi bảo: "Mời bác xơi miếng thịt lợn nhà bác, tôi công cung kính nhường bác ăn lợn nhà bác trước." Hai bên thông gia cứ đùn đẩy cho nhau nhưng chẳng ai dám ăn gì. Bố cô dâu ngà ngà say rồi đỏ mặt tía tai nói: "Thịt lợn nhà nó mà nó không dám hốc, nó định lừa cho cả họ nhà mình ăn để mình chết sớm mà." Thế là cả hai họ lao vào đánh nhau. Bố chú rể và bố cô dâu vật lộn với nhau rất hăng. Ông thì cầm miếng thịt gà, ông thì cầm miếng thịt lợn, cứ đòi nhét vào mồm nhau, xong rồi hét toáng lên: "Hôm nay tao cho mày chết, hôm nay tao sẽ cho mày chết." Đám cưới lẽ ra là ngày vui mà cuối cùng bung bét hết cả. Cả hai họ đói ngao lên rồi vác bụng rỗng đi về. Họ nhà giai thì chê thực phẩm nhà gái bẩn,
Nhà gái thì bảo mấy con lợn tăng trọng vù vù của nhà trai ăn sao được. Cô dâu chú rể khóc hết cả nước mắt. Em với thằng Tùn đi xem đám cưới từ sáng mà phải đem cơm nắm rang muối trắng để ăn. Cả mấy năm ăn chay trường như vậy, em với Tùn với nhiều đứa trẻ nữa trong làng đều gầy dơ xương, má hóp, đít tóp, da xanh tái hoặc vàng bụng. Chiều nay đi học về ngang qua ruộng dưa, em với Tùn đói quá, bèn ngồi xuống bờ để thở. Cô bảo chúng em bị suy dinh dưỡng rồi, nếu bố mẹ các em cũng như nhiều người nông dân khác thay đổi cách trồng trọt, chăn nuôi thì sớm muộn gì cả lớp cả trường sẽ có nguy cơ bị ung thư. Ung thư thể chất đã đáng lo, nhưng ung thư tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp bội. Em và Tùn chưa hiểu rõ ung thư tâm hồn là như thế nào. Em chỉ thấy đói, đói và thèm bát canh bầu mẹ nấu, thèm đến ứa nước miếng, đĩa thịt gà thơm phức bố luộc cho ăn. Tùn thì bảo nó mơ được chạy chân trần trên bờ ruộng thơm mùi cỏ mật, thèm miếng dưa hấu mát lành, thèm bầu trời xanh mát không có mùi thuốc trừ sâu. Hai đứa cứ thế nằm trên bờ ruộng kể về nỗi thèm thuồng bình dị của trẻ thơ. Hình như chúng em đói lả và ngất đi. Trong mơ em vẫn nghe thấy tiếng mẹ em khóc nấc lên rồi kêu thảm thiết: "Ôi con ơi, sao mà ra nông nỗi này? Sao hai đứa nằm thiêm thiếp ở đây?" Em muốn nói với mẹ: "Con chỉ đói lả đi thôi, chỉ cần mẹ cho con ăn miếng dưa hấu là sẽ tỉnh lại ngay." Thế mà mẹ nhất quyết không cho em ăn. Buồn quá, người lớn sao lại khó hiểu như vậy nhỉ? Ai cũng nhăm nhăm kiếm thật nhiều tiền, nhưng nhiều tiền để làm gì khi hàng ngày cứ hủy hoại đầu độc lẫn nhau? Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ, em sợ rồi sẽ ung thư cả nhà. Thuê thám tử. Một phụ nữ đến liên hệ với văn phòng thám tử yêu cầu theo dõi chồng bà ta trong một tuần với mức phí rất cao. Bà yêu cầu thám tử cứ mỗi giờ phải điện thoại báo cho bà biết chồng bà đang làm gì. Sau 7 ngày, hai bên thanh lý hợp đồng, viên thám tử vui vẻ nói: "Chúc mừng bà, ông nhà không ngoại tình với ai cả." Bà đủng đỉnh đáp: "Dĩ nhiên rồi, tôi biết rõ, ông ấy không bao giờ lăng nhăng đâu." Thám tử thắc mắc hỏi: "Thế sao bà lại bỏ số tiền lớn để thuê chúng tôi theo dõi ông ấy chứ?" "À, vì tuần rồi, người yêu cũ, tôi mới từ nước ngoài về để thăm tôi."